tiên xin giới thiệu quý vị người bạn đồng hành ngày hôm nay cùng với Hoàng Rapper, đó chính là diễn viên Kiều Ngân. Xin chào anh Hoàng Rapper cũng như là quý vị khán giả của chương trình Gọi Cửa Nhà Sao. Hôm nay có nàng thơ tặng thơ cho chàng rapper. Dạ. Hôm nay trời nhẹ lên cao, gặp anh em bỗng xíu sao quá trời. Cái gì vậy? À thôi, thôi lộ, lộ mình đọc lại đi. Đọc lại đi, em. Ê, nhầm rồi, em nhầm rồi. Tôi nghe hình như câu này quen lắm, thả thính cho mấy anh rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi em mở mắt luôn nha. Ủa, là làm sao? Nãy giờ chỉ là một cái chiêu trò của một MC tên là Nguyễn Đức Hải Hoàng thôi. Cảm ơn anh đã rất là chu đáo mời tụi em ăn ở dưới. Dạ. Xong rồi mời tụi em đến đây tham quan ngôi nhà. Ngân thấy sao em? Mới vô là em trái ngợp bởi vì mùi thơm, xong rồi nhiều kỷ niệm, vật lưu niệm quá nhiều luôn, đầy một cái tủ lạnh luôn anh. Thế hệ của anh rõ ràng rất nhiều ca sĩ trên trường. Ví dụ Ngân, anh Lam Trường nè, Đan Trường nè, anh Vân Trường, Đoan Trường. Hồi đó anh thần tượng mấy anh, tính đặt nghệ danh Đoạn Trường luôn. Cái gì? Đoạn trường. Nghe cái sao mà nó, cái nó ngắn quá anh. Ừ, cái nghệ danh này nó u ám quá. Dạ. Hồi lấy quà đã bơ đó. Nhờ quà đã bơ đó. Anh đã phải đổi nghệ danh đến 3 lần. Ồ, dạ. Anh học ở Nga thì anh đã đi hát buổi tối ở các nhà hàng. Dạ. Thì anh lấy cái tên thật mình là Phước Trường là anh đi hát. Phước Trường. Mình nữa. Dạ. Là anh là thành viên ca sĩ trong ban nhạc Đêm Huyền Trắng của Nga và Việt Nam. Thì bên đó anh hát và anh thành công với cái nghệ danh đó. Anh tốt nghiệp cử nhân xong là 4 năm. Sau đó anh học 2 năm là thạc sĩ hóa công nghệ. Wow. Sau đó anh định học thêm 3 năm nữa để lên bằng tiến sĩ. Yeah. Thì lúc đó ba mẹ anh ở Việt Nam á bị bệnh. Yeah. Tại đó anh buộc lòng là thôi dừng lại ở bằng thạc sĩ thôi. Thì khi mà về Việt Nam á phải bắt đầu lại từ đầu vì không ai biết mình hết. Yeah. Năm 1998 khi mà anh hát ở sân khấu Trống Đồng, anh gặp thần tượng của mình đó là ngôi sao ca nhạc Lê Tuấn. Yeah. Thì anh Tuấn mới hỏi là ủa ca sĩ trẻ hả, tên gì vậy? Yeah. Nó dạ em định lấy là tên là Đoàn Phước Trường. Thì anh nói không, cái tên này nó dài quá mà người ta không có nhớ được. Yeah. Bỏ chữ Phước đi. Yeah. Lấy chữ Đoàn với Trường. Yeah. Nhưng mà Đoàn Trường ghép vô thì nó hai dấu huyền lận, hai dấu huyền. Thôi giờ bỏ cái dấu huyền trên cái chữ đoàn. chữ đoàn thì thành chữ Đoan với hàm nghĩa là đoan chính nè, trung thực và liêm khiết. Yeah. Đó thì cái tên có ý nghĩa hơn. Và anh nói ngay anh MC Thanh Bạch liền, anh Bạch giới thiệu em nghệ danh mới liền. Ủa đổi liền lập tức. Đổi liền lập tức. Wow. Từ khi mà đổi tên thì nhiều người mời anh hơn. Hồi xưa ở đây là cấp 4 nhà dột nát á. Đó rồi sau này anh mới xây lên 5 tầng là đấy. Do cái công là thu nhập ở từ việc đi hát. Đi hát. Dạ. Rồi từ tiền game show, tiền bản quyền, nhạc chuông, nhạc chờ. Một show là hát là hai cây vàng là hai bài. Trời ơi, em hát cả năm mới được chỉ vàng. Anh nói quá.